tình hình thế nào rồi? Bọn em đã kiểm tra tất cả khu vực xung quanh rồi, mọi thứ đều ổn ạ. Được rồi, bây giờ chúng mày đi tìm kiếm thức ăn và nước uống đi. Chắc chắn chúng ta phải lẩn trốn ở đây một thời gian dài. Vâng ạ, bọn em đi luôn ạ. Thì ra là bọn Lê Ba đang lẩn trốn ở đây. Alo Candy, tớ đã phát hiện ra chỗ lẩn trốn của bà chủ. Đó là ở một ngôi nhà hoang. Cậu, từng người của chúng ta hãy đến hỗ trợ cho tớ. Cô đã bị bắt. Ê con, sao chúng mày lại tìm được nơi này? Dù các người có trốn ở đâu đi chăng nữa thì cũng không thoát khỏi lưới pháp luật đâu. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã bắt được bà chủ của Alibaba. Bây giờ chúng ta phải đợi đến ngày mai để giao lại bà ta cho sếp. Từng này đồ chắc đủ cho anh em dùng cả tuần đấy nhỉ? Đủ đấy. Chị đâu rồi nhỉ? Chị Đại! Chị Đại ơi! Chị Đại đang trốn tại đây mà lại đi đâu được nhỉ? Anh em mình đi cùng nhau, tao làm sao biết chị Đại đi đâu? Chị đi đâu nhỉ? Ê, chúng mày! Chuyện gì vậy? Chúng mày nhìn đi. Hình như đây là dấu vết của chị Đại để lại. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như thế. Lúc nãy mình đi, chị Đại có đứng ở đây. Mà giờ lại không đi đâu. Đây, chúng mày nhìn xem. Đây có phải ký hiệu chị Đại muốn để lại cho anh mình không? Hình như chị Đại đang muốn viết chữ X. Icon, lẽ nào chị Đại bị bọn Icon bắt rồi? Nếu như vậy, chúng ta phải làm gì bây giờ? Nếu như vậy, thì chúng ta chỉ còn một cách là đến căn cứ bọn Icon để cứu chị Đại về. Cho dù chúng ta có chết cũng phải cứu được chị Đại. Đi. Chị Đại.
Alibaba đã tìm đến đây rồi. Vậy sao? Chúng ta không thể để bọn chúng cứu được bà chủ. Chạy trước đi, để em kéo chúng lại. Bạn đã chết rồi. Được rồi, chúng ta về thôi. Cứu cậu ra sớm thôi. Dưới
khi giết mày thì tao cũng phải vui vẻ với mày một chút chứ. Nó mò lên đây, chắc chắn là để cứu người. Mày giết nó. Ok. Chúng có làm gì anh không? Mày yên tâm đi, nó cho chết được đâu. Chúng mày muốn gì? Bọn Hunter, nó đã cướp của tao một món hàng. Mày hãy đi lấy nó về đây, rồi tao sẽ thả người yêu mày ra. Đấy là việc giữa mày và bọn Hunter. Tại sao lại lôi người yêu tao về chuyện này? Tại sao à? Mày... Suy nghĩ nhanh lên, nó sắp không chịu được nữa đâu. Dừng tay lại. Được rồi, tao đồng ý. Biết điều từ sớm thì người yêu mày đã không bị ăn đòn rồi. Nhưng chúng mày nên nhớ là không được động vào anh ấy nữa đâu đấy. Bảo cho chú rồi. Đi thôi.
đã mang hàng đến cho chúng mày rồi. Mau thả anh ấy ra. Đúng thứ mày cần rồi chứ. Được rồi. Đấy. Này là sao? Mày còn nhớ ông chủ Alibaba chứ? Một tác của mày không để tha thứ đâu. Mày là người giết bố tao, thù giết cha, không thể không trả. Thì ra trong thời gian qua anh chỉ lợi dụng tôi thôi. Phải đi trả thù cho Jerry. Lần này chúng ta vừa trả thù cho bố, vừa lấy được hàng. Nói với chị là chú có tình cảm với con bé kia. Chị nghĩ cái gì vậy? Không phải vậy thì tốt. Chúng mày đi canh gác đi. Các bạn,